Thưa quý vị, cho đến thời điểm này vẫn chưa có vaccine chủng ngừa hay bất kỳ một loại thuốc đặc trị nào cho bệnh sốt xuất huyết. Chính vì vậy, cách tốt nhất để ngăn ngừa và hạn chế dịch bệnh đó là người dân cần đẩy mạnh ý thức phòng tránh bằng các biện pháp sau. 1. Đậy kín các lu khạp chứa nước, ngăn không cho muỗi vào đẻ trứng. Cọ rửa và thay nước thường xuyên ít nhất là một tuần một lần. 2. Thả cá bảy màu để diệt lăng quăng. 3. Tổng vệ sinh môi trường, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, thu gom, hủy bỏ các vật chứa nước không cần thiết trong khuôn viên nhà. 4. Là cho trẻ mặc quần dài, áo dài tay và ngủ mùng kể cả 3 ngày. 5. Dùng rèm che cửa có tẩm hóa chất diệt muỗi để hạn chế muỗi xâm nhập vào nhà. 6. Sử dụng bình xịt muỗi loại nhỏ tại nhà, thực hiện phun diệt muỗi trên phạm vi rộng, tổ, ấp, khu phố. Đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay nếu người bệnh có những dấu hiệu như là sốt cao đột ngột từ 39 đến 40 độ C, liên tục từ 2 hoặc 3 ngày liền, khó hạ sốt, và xuất hiện những chấm xuất huyết ở da, chảy máu cam, chảy máu chân, răng, lợi. Mệt ly bì hoặc là vật vã, bàn tay, bàn chân lạnh, đau bụng, đi tiểu ít, ói hoặc đi tiêu ra máu. Và hy vọng những thông tin vừa rồi về bệnh sốt xuất huyết sẽ giúp cho chúng ta có thêm nhiều kiến thức cũng như là cách phòng chống đối với căn bệnh này. Mọi câu hỏi về sức khỏe hay thư từ góp ý, xin quý vị vui lòng gửi qua địa chỉ hộp mail Hội Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh avong@gmail.com hoặc là tại địa chỉ 250 Pasteur, phường 8, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn công ty Stana đã đồng hành cùng chương trình. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm.